về ruồi lính đen. Ruồi lính đen, loài côn trùng có ứng dụng hữu ích trong chăn nuôi, trồng trọt. Hiện nay, nhiều người chơi thú cảnh, cá cảnh đã tìm đến ruồi lính đen để làm thức ăn cho sinh vật cảnh của mình. Những lợi ích khi cho sinh vật cảnh ăn ruồi lính đen: tạo nguồn kháng sinh tự nhiên cho thú cưng của bạn. Bởi 53% chất béo trong ấu trùng ruồi lính đen là axit lauric có khả năng kháng khuẩn, giúp cho các loài động vật tăng sức đề kháng. Nếu dùng ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho vật nuôi, thì cũng giống như cho nguồn kháng sinh tự nhiên vào chúng, giúp chúng sẽ hiếm khi bị bệnh hoặc khi bệnh thì sẽ vượt qua các đợt dịch rất nhẹ nhàng. Nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Ấu trùng ruồi lính đen có hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, 43-51% protein, 15-18% chất béo, 8-6.2% canxi, 1-1.2% phospho. Chính vì thế mà hiện nay, ấu trùng ruồi lính đen được xem là loài côn trùng có hàm lượng canxi cao nhất trong tất cả các loại mồi sống dành cho việc chăn nuôi gia cầm bằng ruồi lính đen. Nguồn thức ăn sạch. Quá trình nuôi sinh vật cảnh của bạn hoàn toàn là tự nhiên, không hề có sự can thiệp của bất kỳ hóa chất gây hại nào cho chúng. Vì thế các sinh vật cảnh này hoàn toàn an toàn với sức khỏe của bạn và các thành viên trong gia đình. Bạn có thể tìm mua ấu trùng ruồi lính đen ở đâu? Hiện nay có rất nhiều trang trại chuyên sản xuất và cung cấp ấu trùng ruồi lính đen để cung cấp cho người chăn nuôi. Bạn hãy tìm đến các địa chỉ uy tín và đáng tin cậy để mua ấu trùng có chất lượng tốt và giá đúng, bởi không phải trang trại nào cũng nắm bắt rõ ràng kỹ thuật nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Hợp tác xã Hưng Điền, tiền thân là trang trại Tuấn Phương Trang, trực thuộc công ty sản xuất đầu tư thương mại dịch vụ Hưng Điền Phát là nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng từ ruồi lính đen. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.